quyển này mau bút nhanh. Cái này là tác phẩm kinh điển truyện thiếu nhi của Trang Gia, nên là cái màu sắc minh họa nó sẽ rất là khác biệt so với là sách Úc và sách Mỹ và sách châu Âu nha. Đây quyển này là được mở gồm hai truyện nè, của tác giả Julian Donaldson nổi tiếng nè. Cái bìa nó rất là dày dặn luôn. Dễ thương. Này bị lỗi một cái tấm, bị tắt một tấm được mở nên mình đã tô lại như thế này. Này cái bé tập mở tủ nè.